Tòa án tối cao Hoa Kỳ ngày 19 tháng 7 đã bác nỗ lực của Tổng thống Donald Trump đưa ông, bà và thân nhân khác vào diện cấm nhập cảnh Mỹ, trong lệnh cấm du hành áp đặt lên những người đến từ 6 nước có đa số dân theo đạo Hồi giáo. Nhưng ông Trump cũng giành được thắng lợi một phần vì tòa án cũng cho phép là chính phủ có nhiều quyền hạn hơn để thực thi một lệnh khác cấm người tị nạn, cũng bao gồm trong sắc lệnh hành pháp ký vào ngày 6 tháng 3 mà Tổng thống Donald Trump đã nói là cần thiết cho an ninh quốc gia. Một thẩm phán liên bang ra phán quyết bác bỏ lập luận của chính phủ về phạm vi của cả hai lệnh cấm hôm thứ Năm tuần trước, khiến chính quyền đệ đơn lên tòa án tối cao yêu cầu can thiệp. Quyết định của tòa án tối cao có nghĩa là vào lúc này ông bà, cô, dì, chú, bác, cháu, anh chị em họ, anh chị em dâu, rể không còn nằm trong diện cấm nhập cảnh của lệnh cấm du hành 90 ngày đối với những người trong danh sách 6 nước Hồi giáo. Hành động của tòa đối với người tị nạn có thể ngăn tới 24.000 người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ, những người có liên hệ với cơ quan tái định cư của Mỹ theo các văn kiện của tòa án. Lệnh ngắn gọn này còn nói rằng quyết định của tòa án tối cao là tạm thời, trong khi tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 ở thành phố San Francisco đang cứu xét một yêu cầu phúc thẩm riêng về cùng một vấn đề. Ba thẩm phán bảo thủ trong số 9 thẩm phán tòa án tối cao có quan điểm chấp thuận toàn bộ yêu cầu của ông Donald Trump. Trong một thông cáo, Tổng trưởng lý bang Hawaii Douglas Chin, người đã thách thức lệnh cấm tại tòa, nói văn phòng của ông đang chuẩn bị các luận cứ để trình bày trước tòa khu vực 9 về vấn đề người tị nạn. Và phán quyết của tòa án tối cao khẳng định tính hợp pháp trong lập trường của Hawaii. Điều này khẳng định là chúng tôi đã đúng khi nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vượt quá quyền hạn trong việc tìm cách đơn phương chia lìa các gia đình. Ông Chin chia sẻ như vậy. Tòa tối cao hôm nay cũng loan báo đã lên lịch và ngày 10 tháng 10 sẽ nghe luận cứ và những thắc mắc sâu rộng liên quan đến tính hợp pháp của lệnh cấm. Tòa tối cao Pháp viện hay còn gọi là Tòa án tối cao Hoa Kỳ, theo tiếng Anh gọi là Supreme Court of the United States, đôi khi còn được viết tắt là SCOTUS hay là USSC, là tòa án liên bang cao nhất tại Hoa Kỳ. Có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích hiến pháp Hoa Kỳ và có tiếng nói quyết định trong các tranh tụng về luật liên bang, cùng với quyền tài phán trung thẩm, có quyền tuyên bố các đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ và của các viện lập pháp tiểu bang, hoặc là các hoạt động của nhánh hành pháp liên bang và tiểu bang là vi hiến. Là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong chính phủ Hoa Kỳ, tối cao Pháp viện là tòa án duy nhất được thiết lập bởi hiến pháp. Tất cả tòa án liên bang khác được thành lập bởi quốc hội. Thẩm phán tòa án tối cao hiện nay có 9 người, được bổ nhiệm trọn đời bởi tổng thống và được phê chuẩn bởi thượng viện. Một trong 9 thẩm phán được chọn để trở nên chủ tịch pháp viện hay là chánh án, Chief Justice. Điều 3 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định những trường hợp được đưa ra xét xử trước tòa án tối cao, cũng như nhiệm kỳ của thẩm phán tòa án tối cao. Khoản 1 viết rằng quyền tài phán của Hoa Kỳ được dành cho một tòa tối cao và ấn định nhiệm kỳ trọn đời cho các thẩm phán của tòa án này. Trong khi họ có tư cách tốt, nghĩa là các thẩm phán có thể bị luận tội nhưng không thể bị cách chức vì các lý do khác. Và lương bổng của họ cũng không bị cắt giảm khi đang nhiệm chức. Những quy định này của hiến pháp là nhằm bảo vệ tính độc lập của các thẩm phán khi đưa ra các phán quyết. Điều 3 dành cho tòa án tối cao quyền xét xử tất cả các vụ án liên quan đến luật pháp và luật bất thành văn theo hiến pháp, các luật của Hoa Kỳ và các hiệp ước, tất cả vụ án liên quan đến các đại sứ, bộ trưởng và các lãnh sự, tất cả vụ án về các vùng biển, các vụ tranh chấp mà Hoa Kỳ là một bên, các tranh tụng giữa hai hay nhiều tiểu bang, giữa một tiểu bang và các công dân thuộc các tiểu bang khác, v.v. Như vậy, thẩm quyền tài phán của tòa án tối cao được giới hạn trong các vụ án hoặc là tranh tụng trong phạm vi luật liên bang. Tòa án liên bang có thể xét xử các vụ tranh tụng giữa công dân của các bang khác. Trong trường hợp này, tòa liên bang bao gồm tòa tối cao phán quyết theo luật tiểu bang. Thí dụ như là một cư dân Texas có thể kiện một công ty ở California vi phạm luật bang Texas. Đa số các trường hợp được đem ra trước tối cao pháp viện là các vụ kháng án chuyển đến từ các tòa tối cao tiểu bang hay các tòa liên bang. Tuy không được ghi trong hiến pháp, tòa tối cao cũng như tất cả tòa liên bang được công nhận quyền tài phán trung thẩm. Vào năm 1803, trong vụ án Marbury-Mason, tòa tối cao đã vô hiệu hóa một số đạo luật được thông qua bởi quốc hội.
cho rằng Quốc hội đã vượt quá quyền hiến định của mình. Hiến pháp không quy định số lượng thẩm phán cho tối cao pháp viện. Quốc hội thực thi quyền này. Lúc đầu, tổng số thẩm phán được đạo luật Judiciary vào năm 1789 ấn định là 6 người. Khi đất nước được mở rộng, con số thẩm phán của tòa tối cao gia tăng dần theo số lượng tòa án khu vực. Năm 1807, số thẩm phán là 7 người, lên đến 9 người là năm 1837, rồi 10 người năm 1863. Đến năm 1866, vì không muốn phê chuẩn các bổ nhiệm của Tổng thống Andrew Johnson, Quốc hội thông qua đạo luật Judicial Circuit, theo đó sẽ không bổ nhiệm người thay thế cho ba thẩm phán sắp về hưu. Như thế, số thẩm phán dần ra chỉ còn lại 7 người, một vị trí bị hủy bỏ vào năm 1866. Vị trí thứ hai năm 1867, trước khi chiếc ghế thứ ba bị rời đi, Quốc hội đã kịp thông qua luật Circuit Judges vào năm 1869, ấn định số thẩm phán ở con số 9, một chánh án và 8 thẩm phán. Con số này được duy trì cho đến ngày nay. Với dự luật cải tổ tư pháp vào năm 1937, Tổng thống Franklin D. Roosevelt muốn mở rộng tòa tối cao, cho phép Tổng thống bổ nhiệm thêm một người cho mỗi thẩm phán đã đến tuổi 70 mà không muốn về hưu. Như vậy, số thẩm phán có thể lên đến tối đa là 15 người. Có vẻ là như Tổng thống muốn làm giảm bớt gánh nặng trên vai các thẩm phán tối cao tuổi. Nhưng nhiều người tin rằng Roosevelt chỉ muốn đem vào tòa án tối cao những người ủng hộ chính sách New Deal của ông. Trước đây, New Deal đã bị tối cao pháp viện tuyên bố là vi hiến. Đề án này của Roosevelt không được Quốc hội thông qua. Dù vậy, thời kỳ lâu dài của Roosevelt tại Tòa Bạch Ốc cho phép ông bổ nhiệm 8 thẩm phán chỉ sau George Washington và đưa một thẩm phán lên vị trí chánh án tòa án tối cao. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Xin trân trọng.